một thợ lặn nghiệp dư tinh mắt mới đây đã có một phát hiện quý giá. Vật mà anh tinh mắt nhìn ra và vớt lên từ dưới đáy biển Địa Trung Hải này chính là một thanh kiếm thập tự trinh có niên đại gần một thiên niên kỷ. Ngày 18 tháng 10, cơ quan quản lý cổ vật Israel cho biết thanh kiếm được cho là của một hiệp sĩ thập tự trinh đã đi thuyền vượt biển tìm đến vùng đất thánh. Mặc dù bị các loại sinh vật biển và cát bám dày xung quanh, nhưng lưỡi kiếm dài hàng mét, chuôi kiếm và tay cầm vẫn là điểm đặc biệt để nhận ra thanh kiếm này. Chúng tôi nghĩ rằng những hiệp sĩ thập tự trinh này là các hiệp sĩ ở thành Atlit vì họ ở cách đó không xa. Đây chỉ là suy đoán ban đầu. Chúng tôi sẽ chụp X-quang, sau đó sẽ có thêm thông tin về thanh kiếm. Có thể có tên của ai đó, một biểu tượng nào đó cho chúng ta biết về chủ nhân của thanh kiếm đẹp đẽ này. Cây kiếm rất nặng, không chỉ vì số đá gắn trên nó, mà còn vì nó thuộc loại rất to, thuộc dạng kiếm phải nâng bằng cả hai tay. Chúng tôi gọi là kiếm hai tay. Tôi đang cố gắng tưởng tượng về hình ảnh vị hiệp sĩ này trên chiến trường với áo giáp trên người và thanh kiếm chiến đấu. Anh ấy thực sự phải có một thể lực rất tốt. Có thể họ to lớn hơn chúng tôi ngày nay, nhưng chắc chắn họ mạnh mẽ hơn. Thật tuyệt vời. Theo nhà chức trách, thanh kiếm này được đánh giá khoảng 900 năm tuổi, sẽ được trưng bày sau khi nó được làm sạch.